quá. Chứ nó còn không? Nó còn không? Em mà có thu phí không Trang? Có chứ. Mẹ để con con muối đứt nè. Cái đi, bỏ hết thì bỏ, còn không thì bằng nhạt vô. Được chưa? Cái này. Mày hả? Mày hả? Sao? Cái gì vậy? Sao? Cái này nó đỏ quá. Đỏ quá nó bị sâu phải không? Cái này nó dài quá, nhìn nó xấu xí. Dài thì ấy lấm 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 lên. Cái này chắc phải 3 ký một mét. Chết con. Để con thập thiên đi. Cái này nó đỏ quá. Một tay à, nhắc dây cũng được. Cái kia. Trời ơi, mới vừa đút vô rớt hết một cái rồi. Hồi để lên trên còn chùm hết, cái này chùm quá trời mà Trang. Chùm này nó bị gì? Nó đổ quá, đổ quá nhưng mà nó không bị hư là được rồi. Đổ quá nó hư cái gì hả? Đổ quá nó hư trong. Hư đâu, thử đi coi. Cá ăn được, có cá ăn được. Cái này hư nè, giục ra nè.